Chào mừng các bạn đến với kênh Holic Audio. Trong video hôm nay, chúng ta sẽ khám phá một cuốn tiểu thuyết hấp dẫn. Mời các bạn theo dõi câu chuyện. Đọc thầm truyền thể phim Quang Uyên. Tác giả. Tác phẩm thuộc thể loại, đam mỹ, trinh thám. Nếu các bạn muốn kênh làm về bộ truyện hoặc sách nào vui lòng để lại bình luận bên dưới nhé. Đọc thầm. Quyển 5. Trường 13, Edmond Dantes 13. Bệnh viện đệ nhị, nửa tiếng trước. Đào nhiên quấn băng và bó nẹp kín người, bị cố định nằm ngửa trên giường, một rúm tóc ngạo nghễ trên đỉnh đầu không chịu vâng lời vỉnh cao lên, trông hơi buồn cười. Khi Tiêu Hải Dương vào thăm anh, trong phòng bệnh hết sức rộn ràng, Dương Hân con gái Dương Chính Phong và Thường Ninh đều có mặt. Đào nhiên nằm viện vài ngày, đã miễn cưỡng có thể mở miệng nói chuyện, chỉ có điều hơi cả năm mới đầu bác sĩ phụ trách chữa chính còn hết sức căng thẳng, hoài nghi triệu chứng này là do bị thương ở đầu, kéo ra ngoài kiểm tra một vòng, sau đó mới phát hiện, bệnh không ở đầu, mà ở con gái, nếu thường ninh không đến, anh nói chuyện còn rất lưu loát. Có mặt thường ninh, ngay cả tiêu hải dương tự dưng cũng cảm thấy không nên ở lâu, ngồi vài phút xác định đào nhiên không có gì nguy hiểm, cậu và dương hân một trước một sau rời khỏi. Anh tiêu, dương hân gọi cậu lại, do lão dương. Dương Hân đối với tất cả những người mặc đồng phục cảnh sát vừa gặp đã thân, gặp mặt là kêu anh. Tiêu Hải Dương không thích ứng lắm trả lời một tiếng. Dương Hân hơ hơ di động, em đặt mấy thùng trái cây và đồ uống, đã đưa đến cổng bệnh viện, anh có thể khiêng giúp em không? Phải đưa đến trạm y tá, các y tá bên anh đào và bên chỗ mẹ em đều cần tặng. Mặc dù Tiêu Hải Dương có chút tư thể bất cần ngũ cốc bất phân, nhưng con gái đưa ra yêu cầu cũng không tiện từ chối, đành phải im lặng đi theo Dương Hân làm phu khuôn vác. Đồ uống và trái cây đều khá nặng, từ cổng bệnh viện đến khu nội trú chỉ có vài bước tiêu hải dương cảm thấy chút cơ bắp ít đến tội nghiệp của mình đều sắp bị ép nổ gân xanh đầy cổ mà nín thở vã mồ hôi nóng giữa mùa đông rét mướt thấy cậu như vậy dương hân thật sự rất áy náy chủ động giúp cậu giảm bớt một chút sức nặng chúng ta đi đường tắt đi ôi anh tiêu à anh như thế này làm sao bắt được tội phạm tiêu hải dương chẳng có thời gian trả lời cậu đã mệt đến thở không ra hơi rồi Dương Hân quen đường thuộc lối dẫn tiêu hải dương bảy quạt tám rẽ đến khu nội chú, trên đường nghe cậu cơ hồ thở ra mây hình nấm, bèn tìm một chỗ không cản đường, ra hiệu cho tiêu hải dương bỏ đồ xuống nghỉ một lúc, đi tiếp về phía trước, qua cửa kia, rẽ thêm một lần, là đến tầng mẹ em, cứ nói, người nhà phó giai tuệ tặng, đến tầng anh đào, cứ nói, người nhà đào nhiên tặng, bệnh nhân nào tặng quà, người ta đều nắm được, về sau chăm sóc cũng sẽ tận tâm hơn đây là các trường bối dạy em khi mẹ em mới nằm viện đó. Cô bé này mới ngoài 20, cha đã qua đời, chỉ cùng mẹ sống dựa vào nhau, đến bây giờ người sống dựa vào nhau lại không còn nhiều thời gian. Dương Hân vừa đi học vừa phải chạy vào bệnh viện, học cách chú ý đến mọi mặt. Tiêu Hải Dương đã nghe nói về Dương Chính Phong cha cô, lúc này nhìn cô, trong lòng ít nhiều buồn bã, moi ruột moi gan một lúc lâu, cậu chỉ hết sức gượng gạo nói anh biết ba em, ông ấy là một anh hùng. Anh hùng hay không thì bản thân ba cũng chẳng còn biết nữa, Dương Hân cúi đầu, sau đó hơi cười khổ, nghĩ kỹ lại, anh hùng với kẻ xấu đôi khi chung một kết cục, đều là cái chết, chết rồi đều là một đống xương vụn, so sánh mà nói, kẻ xấu khi còn sống coi trời bằng vung, còn có thể sảng khoái hơn. Tiêu Hải Dương không biết nên tiếp lời thế nào, bị giam ba câu của cô chạm đến nỗi lòng, hai người nhất thời trầm mặc một cách xấu hổ. Sau lưng hai người vừa vặn là gian cầu thang, nhưng bình thường không nhiều người sử dụng, toàn khóa, Tiêu Hải Dương vừa hoạt động cổ tay cứng ngắc vừa thẫn thờ nhìn tấm kính trên cửa gian cầu thang. Bỗng nhiên, cậu nhìn thấy một người mặc đồng phục hộ lý vội vàng đi qua. Gian cầu thang tầng này khóa, Tiêu Hải Dương không ngờ còn có người lên lầu từ đây, không nhịn được nhìn một cái cậu chú ý tới hộ lý kia lại là một người đàn ông còn cao hơn mình. Bất luận là y tá hay hộ lý đều rất ít gặp đàn ông, thỉnh thoảng gặp một hai người, phần lớn cũng là nam giới lớn tuổi, hầu như không thấy trai tráng. Song người này vai rộng, vóc dáng cao to, bước chân rất nhanh, lao đi như gió, nhìn thân hình tuyệt đối không hơn 40 tuổi. Hắn mặc đồng phục hộ lý đúng tiêu chuẩn của bệnh viện đệ nhị, đeo khẩu trang to kín bưng, mặt che kín chỉ còn lại đôi mắt, hắn nhìn Tiêu Hải Dương một cái rồi lập tức rời ánh mắt đi, hơi gật đầu, vội vã đi qua. Tiêu Hải Dương nhíu mày, chẳng biết có phải là ảo giác hay không, cậu cảm thấy ánh mắt đối phương có chút né tránh. Tiêu Hải Dương còn chưa kịp nghĩ kỹ, Dương Hân kế bên chợt kéo nhẹ áo cậu. Tiêu Hải Dương giật mình. "Hả? Em nói gì cơ?" "Em vừa hỏi." Dương Hân chống cầm hỏi cậu, "Có phải nghi phạm Hải anh đào nằm viện sắp ra khỏi phòng theo dõi đặc biệt không? Các anh sẽ để ông ta ở bệnh viện bao lâu, viện phí cũng không rẻ đâu." Tiêu Hải Dương đơ mặt một lát, Doãn mình sắp ra khỏi phòng theo dõi đặc biệt. "Em nghe ai nói?" "Bọn Lạc Văn Chu mới nhận được tin." nói kết quả giải phẫu của Doãn Bình không lạc quan, có thể từ đây sẽ mất đi thần trí. Buổi trưa lúc mua cơm cho mẹ ở căng tin em nghe người ta bàn tán. Ối, chờ đã, Dương Hân ngồi trên thùng đồ uống, tự hồ nhận ra điều gì, đột nhiên hơi căng thẳng, hạ giọng hỏi, anh Tiêu, việc này không phải hiện tại các anh còn đang giữ bí mật chứ. Tiêu Hải Dương chừng mắt nhìn cô hai giây, đột nhiên co giò chạy. Dương Hân nhảy bật dậy, anh Tiêu. Tiêu Hải Dương quay đầu lại gào lên, em đợi ở đây, đừng chạy lung tung. Lời đồn Doãn Bình sắp truyền ra khỏi phòng theo dõi đặc biệt là từ đâu truyền ra. Ai đang tung tin? Tại sao? Bên ngoài phòng theo dõi đặc biệt có cảnh sát thường phục tuần tra, cũng có người của phí độ quanh quần ở xa hơn, do thân phận Doãn Bình đặc biệt. Trong phòng bệnh vốn không phải thời gian thăm không cho phép người khác ngoài nhân viên y tế vào cũng sắp xếp cảnh sát hình sự trực canh chừng Họ mặc quần áo cách ly, 24 giờ luôn phiên. Lúc này còn cách thời gian thay ca nửa tiếng, viên cảnh sát canh bên trong đã ở một mình suốt 3 tiếng rưỡi, tinh thần không khỏi hơi dã rời. Đây là một công việc vô cùng cực khổ, tán dọc bấm di động là tuyệt đối không thể, mặc quần áo cách ly và đeo khẩu trang không thở nổi chưa nói, còn phải chú ý giữ trật tự, cố hết sức vờ như mình là một bông hoa trên tường, không ảnh hưởng nhân viên y tế làm việc. Viên cảnh sát hình sự chờ thay ca nhìn đồng hồ lần thứ ba, cậu đang rất thiếu oxy, đeo khẩu trang lại không tiện ngáp, cảm giác hai mí mắt mình khó lòng cần được lực vạn vật hấp dẫn, cơ hồ sắp rơi xuống sàn nhà. Có người vào, viên cảnh sát không mở nổi mắt ngừng đầu nhìn lên, lại thất vọng cúi đầu xuống người vào là một hộ lý, không phải đồng nghiệp thay ca. Y tá trực trong phòng theo dõi đặc biệt cứ cách mười mấy phút sẽ đến kiểm tra tình hình bệnh nhân một lần, y tá trẻ mới tuần tra xong đi ra ngoài, hộ lý vừa vào khả năng là không tìm được y tá đi thẳng tới chỗ viên cảnh sát. Hắn tiên sát tới nhìn, cậu cảnh sát mới phát hiện, hộ lý này lại là nam, mặt ở dưới khẩu trang, đôi mắt không ra nét cười nịnh nọt. Đối phương đi tới vỗ vỗ vai cậu, hình như có việc gì cần hỗ trợ mà y tá không ở đây, chỉ phía sau cậu. Viên cảnh sát vô thức ngẩng đầu nhìn theo tay hắn, chốt ra cổ hở ra ngoài quần áo cách ly thình lình lành lạnh, bỗng nhiên bị đâm ống tiêm. Cậu giật mình, muốn dẫy ruộng xong không kịp, kẻ kia rất khỏe, một tay bịt miệng cậu, giữ chặt hai tay cậu, chất lỏng trong ống tiêm nhanh chóng chảy vào mạch máu, viên cảnh sát dãy rủa càng lúc càng yếu, lát sau im lặng ngã xuống. Nam hộ lý mặt không biểu cảm đỡ cậu ngồi trên cái ghế kê tạm bên cạnh, quay người đi tới giường bệnh của Doãn Bình. Đúng lúc này, y tá trốn việc vừa vẫn quay lại, ngẩng đầu nhìn thấy hộ lý đứng ở đầu giường bệnh nhân, lập tức sừng sốt, vẻ mặt hoài nghi thời gian làm việc của hộ lý là cố định, phải do y tá trực thống nhất sắp xếp, hiện giờ hiển nhiên không phải là thời điểm hắn nên tới. Y tá hơi dừng bước, mở miệng giữa tiếng máy móc chữa bệnh ồn ào, này, anh. Nam hộ lý chẳng thèm đếm xỉa đến tiếng gọi đột ngột này, nhanh chóng đưa một ống tiêm khác lên cổ doãn bình đang vô chi vô giác. Y tá đã theo bản năng cảm thấy bất thường, xông lên vài bước, nhìn thấy động tác của hắn liền giật nảy mình. Cô đã không kịp gọi người, phản ứng đầu tiên chính là tự mình lao tới, anh làm gì đó. Đôi chân bỏ đi thuần túy là để giữ thăng bằng khi ngồi của Tiêu Hải Dương lúc này lại phát huy vượt mức, lao vút tới phòng theo dõi đặc biệt. Một vòng cảnh sát thường phục theo dõi đều bị cậu kinh động, Tiêu Hải Dương chạy xây sầm mặt mày, viện tường thờ hồng hộc có, có người ngoài vào không? Vào cửa phải quẹt thẻ, không phải người của chúng ta thì là bên phía bệnh viện, Lang Kiều nhìn thấy cậu còn hơi giận, ngữ khí cũng rất gượng gạo, sau đó nhớ tới điều gì, cô khựng lại, đúng rồi, vừa có một hộ lý vào. Đồng tử tiêu hải dương co lại, cậu bỗng nhớ tới nam hộ lý kỳ lạ khi nãy đi lên từ cầu thang bị khóa. Đúng lúc một bác sĩ kiểm tra phòng đi qua, tiêu hải dương lao tới giật thẻ ra vào của bác sĩ. Này, làm gì thế? Bác sĩ nọ ngứa ra, anh không thể vào đó. Khoan đã. Tiêu Hải Dương không giải thích gì xông vào phòng theo dõi đặc biệt, Tiếng tông cửa vừa vặn hợp làm một với tiếng thét của y tá trẻ. Y tá lao tới tay cầm ống tiêm của kẻ kia, bị đối phương bạo lực hất ra, chân cô lảo đảo nửa vòng, hai tay vẫn kéo cánh tay hắn không bỏ cuộc, thấy có người đến cô vội vàng hô to, "Cứu mạng. Người này không thuộc bệnh viện chúng tôi." Y tá còn chưa dứt lời thì đã bị lôi tới, ghi chặt cổ, một con dao găm kề lên động mạch, đứng im. Tiêu Hải Dương dừng khựng lại, hai bên nhất thời rằng co. Khi phí độ nhận được điện thoại của Lạc Văn Chu, hắn giơ tay cắt ngang Chu Hoài Cần. Chu Hoài Cần tự dưng thấy thần sắc hắn ngày càng nghiêm trọng, không nhịn được hỏi có chuyện gì vậy. Phí độ, xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn. Chu Hoài Cần xua tay, chuyện quan trọng tôi đã nói xong rồi, nếu có việc gấp anh cứ đi trước đi, hôm khác chúng ta lại. Anh Chu, phí độ đột nhiên cắt ngang, anh bằng lòng đi theo chúng tôi một chuyến chứ, để làm nhân chứng. Chu Hoài Cần chững lại, Tôi biết Chu thị trừ anh ra, còn có số ít cổ đông và cả gia tộc các anh, phí độ thông thả nói, anh có thể bí mật điều tra đến bước này, còn chia sẻ tin tức cho tôi, đã vô cùng không dễ dàng rồi, tôi hiểu anh không muốn bị cuốn vào sâu hơn. Chu Hoài cần mấp máy môi, ngồi trong căn phòng nhỏ thanh tịch bất an nhìn hắn. Anh cực kỳ vô tội, Hoài Tín cũng cực kỳ vô tội, phí độ trầm giọng nói, nhưng anh họ Chu, bắt đầu từ khi Chu Tuấn Mậu và Trịnh Khải Phong năm đó mua hung mưu sát Chu Nhã Hậu, anh đã định trước là sẽ bị cuốn vào anh chu đến nông nỗi này rồi muốn chỉ lo thân mình là không thể khoe mắt chu hoài cần giật giật theo tính thần kinh hồi lâu sau anh ta thì thào anh nói đúng có một số việc là số mệnh định trước giống như anh đi đến thế giới này vào một thời khắc cực kỳ tế nhị ngay cả người sinh ra anh cũng chẳng nói được máu xương anh thuộc về ai phí độ trực giác của tôi bảo rằng vấn đề của dương ba rất trọng yếu Chu Hoài cần hít một hơi, các ngón tay cơ hồ bấu vào ly trà. Anh ta lấy danh nghĩa du lịch, một mình lần theo mã vạch Chu Phu Nhân để lại tìm đến Philippines, kế đó lại lặng lẽ về nước, vốn không muốn kinh động bất cứ ai. Điều anh cha được nhìn mà ghê người, chỉ thẳng vào căn nguyên một loạt bê bối của Chu Thị, nhưng cũng chẳng qua là tìm cho mình một lời giải thôi. Không có giá trị gì khác người trong chuyện xưa bất luận là đáng thương hay đáng hận đều đã chết hết rồi Chu Hoài cần một phần là muốn tìm đến phí độ để dốc bầu tâm sự, cho nên hẹn hắn gặp mặt riêng cũng đã đặt sẵn vé máy bay đi khỏi định đến nơi năm xưa chu hoài tín học vẽ để ẩn cư bí mật thế hệ trước anh đã biết rồi nhưng còn một vấn đề chưa có đáp án chính xác phí độ nói trịnh khải phong sắp xếp cho đồng càn tông chết chu tuấn mậu tại sao đồng hiểu tình bỏ qua trịnh khải phong trong khách sạn muốn tới bệnh viện ám sát anh chu hoài cần ngớ ra không phải nói đó là do lúc trịnh khải phong thuê hung thủ để che giấu đã mạo dùng danh nghĩa của tôi hung thủ Trịnh Khải Phong hợp tác thuê có chế độ hội viên chặt chẽ, không phải ai cũng dùng được anh Chu, anh là một thành viên của câu lạc bộ mưu sát à? Chu Hoài cẩn thận thốt nói, cái gì? Nếu anh không phải, Trịnh Khải Phong mạo dùng danh nghĩa của anh là không thể, phí độ nhấn từng chữ, huống chi bản ý của Trịnh Khải Phong chính là khiến Chu Tuấn Mậu Thần không biết quỷ không hay chết vì tai nạn giao thông, để hết thầy thoạt nhìn đều là ngoài ý muốn, lão đã không phải là lần đầu tiên làm chuyện như thế, chưa bao giờ để lộ sơ hở, tại sao lần này phải chuẩn bị sẵn sàng mình mua hung sẽ bị phát hiện trong đầu chu hoài cần đặc diệt như hồ mạch suy nghĩ hoàn toàn không theo kịp những lời phí độ nói cảm giác sự thật mà anh ta tự cho là đã làm rõ một chút sau non nửa năm ngược xuôi lại trở nên rối rắm phí độ nhìn thật sâu vào mắt anh ta một cái đoạn đứng dậy muốn đi chờ đã hai phút sau chu hoài cần hủy hành trình ngồi trên chiếc xe lao như bay đến bệnh viện đệ nhị Tôi, tôi cha được cha Dương Ba chết từ 13 năm trước. Chu Hoài Cần nói, tông một chiếc xe bảy chỗ, trên xe là đội ngũ của công ty kia đến đấu giá đất, vốn 10 phần chắc chín. Cũng xử lý theo tai nạn bất ngờ à? Lạc Văn Chu vừa lái xe vùn vụt vừa hỏi, tông một phát chết hết mọi người trên xe không hề dễ thực hiện, lại vừa vặn thời điểm ấy, không ai thuyết âm mưu, cảm thấy việc này không tự nhiên à? Không có, Chu Hoài Cần nói, Thật ra lúc xử lý vụ án này họ đã biết là mưu sát rồi, chỉ là năm đó dư luận không phát triển, bị bưng bít, tôi cũng phải vất vả nhờ gậy mấy người hợp tác làm ăn mới tìm hiểu được. Cha Dương ba tên Dương trí lúc tông xe, quần áo trên người dùng chữ đỏ viết biểu ngữ phản đối cưỡng chế giải tỏa mảnh đất đấu giá đó bị nghi ngờ cưỡng chế giải tỏa, nhà họ Dương là một trong các nạn nhân, giai đoạn trước công ty đấu giá đất từng không chỉ một lần phái xe đến khảo sát, người dân cũng không biết bên giải tỏa với bên phát triển không hề là một chắc Dương Chí hiểu lầm xe của bên phát triển thành đầu sỏ giải tỏa. Sau đó chuyện này bí mật đền tiền giải quyết, chỉ công bố ra ngoài là tai nạn. Lạc Văn Chu nhíu mày. Nhưng kỳ lạ là, sau khi cha Dương ba chết, mẹ hắn cầm khoản tiền bồi thường dọn đến Yến Thành, sống trong một tiểu khu xa hoa tiền thuê rất cao, trên lý luận vượt khỏi khả năng chi trả của bà ta, còn đưa Dương ba đi du học, gia nhập dự án giáo dục do Chu Thị tài trợ. Lạc Văn Chu, vụ tai nạn giao thông của Dương Chí không hề là phục vụ cho Chu Thị, đám Chu Tuấn Mậu không cần bồi thường vượt mức, vậy thì tại sao? Con tin, phí độ nói nhẹ tênh. Lạc Văn Chu, dùng để uy hiếp ai? Một thiếu niên tư chất tầm thường, đại khái cũng chỉ có thể uy hiếp cha mẹ. Phí độ thì thào, dọn đến Yến Thành. Trịnh Khải Phong có thể dùng bà ta làm gì? 13 năm trước. Đột nhiên, không biết phí độ nghĩ tới điều gì, đôi mắt luôn mở không ra bỗng chốc trợn to. Đọc thầm. Quyển 5, chương 14, Edmond Dantes 14. Tài lạc văn chu giống như kiêm luôn chức năng đôi mắt, chẳng cần nghiêng đầu đã nhận ra thần sắc phí độ khác lạ, sao vậy? 13 năm trước, tiếng phí độ mơ hồ như chạm tới môi liền biến mất ngay, hắn thì thào, kế hoạch tập tranh lần đầu tiên cũng là 13 năm trước. Chu Hoài Cần và Lạc Văn Chu một không biết hắn đang nói gì, một tuy biết lại không hiểu, đồng thời đưa ra nghi vấn. Phí độ trước nay thái độ tốt có hỏi tất đáp lại hiếm thấy không để ý đến người ta, hai tay chống cằm, im lặng ngẩn người, như đã chìm vào ký ức xa xưa. Lúc này, tại bệnh viện đệ nhị, tiêu hải dương chặn ở cửa, nhìn hộ lý kiên nắm cổ y tá như sách cổ gà con. Anh trốn không thoát đâu, hơi thở ra từ cái phổi sắp nổ của cậu trai bốn mắt rất không ổn định, lời nói ra lại phát huy vô cùng ổn định, Bên ngoài đều là người của chúng tôi, dù anh bắt con tin chạy khỏi nơi này thành công, anh cũng không trốn thoát được. Nam hộ lý ánh mắt rất mất ổn định nhìn lung tung, chán dịn mồ hôi, đi tìm một chiếc xe cho tao. Bệnh viện cách trung tâm thành phố không xa, camera đầy đường, anh đòi xe có tác dụng gì? Chưa ra khỏi thành phố đã bị chặn lại, Tiêu Hải Dương vừa nói vừa đánh bạo tiến lên một bước. Cút ngay, nếu không tao sẽ giết nó. Lang Kiều chạy tới, thấy chân Tiêu Hải Dương còn run, vội vàng nắm lưng áo khoác lôi cậu ra đằng sau. Lang Kiều, anh giết cô ấy, bản thân anh cũng tuyệt đối không chạy thoát được, hãy dùng đầu óc suy nghĩ đi nếu bây giờ ngoan ngoãn lăn ra đây, anh vẫn là phạm tội chưa thành, việc này nói nặng thì nặng mà nói nhẹ thì nhẹ, còn thương lượng được. Nhưng nếu anh cả gan động vào cô ấy, anh chính là tội phạm giết người không thể thay đổi, anh hãy suy nghĩ kỹ đi cô vừa nói vừa thoáng nhìn các đồng nghiệp phía sau, đồng thời rất có kỹ xảo nép sát chân tường, giữ nguyên hướng đối diện tên tội phạm mà đi vào phòng bệnh. Nam hộ lý vô thức thay đổi hướng đứng theo sự di chuyển của cô, nôn nóng quát, đứng lại, còn tiến vào tao sẽ. Anh đã nhìn thấy tình hình của Doãn Bình rồi, Tiêu Hải Dương ở cửa lên tiếng cắt ngang hắn, tôi không nói, chính anh có mắt cũng biết nhìn, lão ta phẫu thuật không thành công lắm, chưa biết sống được hay không sống được cũng chưa biết liệu có biến thành người thực vật không. Cho dù lão đặc biệt may mắn, cuối cùng tỉnh lại, hóa đần và bán thân bất toại lão cũng trốn không thoát. Anh cảm thấy lão còn có thể xác nhận ai. Cái miệng của lão nửa đời sau cũng chỉ còn lại một chức năng chảy nước rãi nếu lão còn có nửa đời sau. Sự chú ý của nam hộ lý lại không tự chủ được bị cậu dẫn đi. Lang Kiều, anh hãy bỏ dao xuống đi. Tiêu Hải Dương, ôi trời, Đến bây giờ anh còn chưa rõ à? Ai bảo anh Doãn Bình sắp khỏi hẳn? Rõ ràng là lừa gạt anh mà. Làng Kiều nghe Tiêu Hải Dương nói mới biết còn có vụ này, sợ toát mồ hôi lạnh thật hay giả vậy? Thật, ánh mắt Tiêu Hải Dương không rời khỏi tên tội phạm, bằng không một cái xác không hồn có gì đáng để bí quá làm liều. Hai người họ mỗi người đứng một bên, nối nhau nói cực kỳ nhanh, lời nói ra khi thì không liên quan, khi lại thành đối thoại tạo thành hiệu quả bảy tám miệng đua nhau nói, tên tội phạm đứng thành hình tam giác với họ nhất thời không biết nên đề phòng ai trước, ánh mắt do dự qua lại, chú ý không xuể câm miệng. Câm miệng, chợt tiêu hải dương lại tiến lên một bước, đồng thời, mấy đồng nghiệp nghe tiếng chạy tới cùng nhau vào theo, thành thế lớn từ cửa áp sát nam hộ lý nọ. Trong sự hoảng loạn, tên tội phạm theo bản năng quay sang bên người đông thế mạnh, bắt y tá lui lại, khàn giọng gầm lên cút ra. Không, Tiêu Hải Dương nói, đồng thời nhìn về phía tay cầm dao của hắn, cậu nhìn thẳng bàn tay run rẩy dữ dội ấy mà nói, hiện tại rõ ràng là có người lừa anh đến chui đầu vào lưới, sự tình đơn giản như thế, anh không mau chóng khai ra kẻ lừa gạt kéo hắn xuống nước, còn định bắt cóc thay hắn, giết người thay hắn. Tay nam hộ lý càng run hơn hắn nghe lọt, thừa nhận Tiêu Hải Dương nói quả đúng là sự thật. Tiêu Hải Dương nhìn thẳng vào mắt hắn, lộ ra sự chế diễu biểu diễn bằng bản sắc, anh bị thiểu năng à. Nam hộ lý chợt cứng đờ cả người, đúng lúc này, y tá trẻ bị hắn bắt khả năng là có kinh nghiệm ứng phó người nhà bệnh nhân gây rối nhân hắn phân tâm, đột nhiên tài cao mật lớn cắn gan bàn tay hắn, chọn thời cơ ổn chuẩn ác. Tên tội phạm ấy trước sau bị doãn bình không giống đồn đãi và những lời của tiêu hải dương liên tục đà kích, tâm thần dao động, bất ngờ chúng một phát răng sắt lợi đồng, hắn lập tức thét lên một tiếng, hất tay theo bản năng. Y tá trẻ đạp mở u bàn chân hắn một phát, Lang Kiều quát cô cúi đầu. Y tá theo lời khuỵu gối, gần như đồng thời, một cái đĩa bay ngang tới, cho một phát đập bay con dao của nam hộ lý đang định hành hung. Y tá bị tiếng vỡ sượt qua đầu này dọa hét lên một tiếng, mấy cảnh sát hình sự ùa tới. Sự trầm tư dài đến bất thường của phí độ bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang, Lạc Văn Chu giơ tay bấm nghe điện thoại trên xe. Trong tín hiệu rất không ổn định, Lang Kiều báo cáo đơn giản sơ lược tiền căn hậu quả vụ bắt nghi phạm quy án, xin lỗi sếp là em sơ sót do tình hình của doãn bình rất thiếu ổn định ban nãy lại không biết vì sao mà phải cấp cứu bác sĩ đều nói không lạc quan người đi ra đi vào rất nhiều đều như đang giành giật mạng sống bọn em cũng không có anh chưa nói doãn bình là nhân chứng quan trọng một khi chuồn mất sẽ rắc rối lớn lạc văn chu nghe xong nghiến răng mẹ kiếp thật là được lắm tiền thưởng đều không thèm nữa chứ gì sao các cô cậu đều giỏi tiết kiệm tiền cho nhà nước thế Lang Kiều không dám thanh minh thanh nga, ngoan ngoãn câm miệng nghe anh dạy dỗ. Dẫn hắn về, Lạc Văn Chu lạnh lùng nói, đừng tưởng các sếp không có mặt là tôi không làm gì được các cô cậu, tôi thấy các cô cậu đều viết kiểm điểm hơi ít rồi. Lạc Văn Chu nói xong cúp điện thoại luôn không cho giải thích gì, bực dọc xoay vô lang lái vào đường xe quay đầu. Phí độ không tiếp lời anh, tháo khăn quàng cổ, ngón tay vô thức cỏ qua lại trên cổ, chân mày ngày càng nhíu chặt. Chu Hoài Cần là một trong các nhân chứng quan trọng, đương nhiên phải có người tiếp đái, đến cục công an, Lạc Văn Chu tìm người dẫn anh ta vào trước, rồi quen đường nhét xe về bãi đậu. Sau khi tắt máy, nương hơi ấm còn sót lại, anh không vội xuống xe, quay đầu kéo bàn tay phí độ sắp trà rách ra mình xuống, hãy nói cho tôi biết cậu đang nghĩ gì. Tôi là nhân vật mấu chốt 14 năm trước khám hại cố chiêu, phí độ vừa mở miệng liền như muốn dọa người ta ngã ngửa, đầu tiên tôi nắm giữ hướng đi của cố chiêu trong tình huống ông ta không hề cảnh giác, sau đó ra tay với nội ứng bên cạnh ông ta, nội ứng sống ở vùng màu xám, định trước là không thể lâu dài, cũng sẽ có dự tính của riêng mình, bất luận uy hiếp hay dụ dỗ, trung quy có thể có tác dụng nhưng trong quá trình này mạo hiểm cũng rất lớn, lỡ có tên ngu ngốc nào không biết tốt xấu đem chuyện này nói với cố chiêu. Cố chiêu vừa nghe sẽ biết tôi là ai. Lạc văn chu ồ một tiếng. Vậy tôi phải làm thế nào đây? Phí độ thấp giọng hỏi, ngón tay hắn lướt qua môi trên của mình, mặc dù trên mặt không có biểu cảm gì, âm cuối lại thoáng có ý cười, giống như hắn thật sự là con quái vật nấp trong bóng tối, đùa bỡn mọi người trong lòng bàn tay, tôi nhất định phải trong tình huống không làm lộ bản thân, khiến nhân vật mục tiêu phản bội cố chiêu trước. Lạc Văn Chu thoáng suy nghĩ, ví dụ như, khiến nội ứng mục tiêu hiểu lầm đối phương là phần tử xấu bên phía cung La Phù, cuộc điều tra của cố chiêu đã đánh rắn động cỏ, ép hắn nói ra kế hoạch của cố chiêu đại loại vậy. Đúng, tôi là người hợp tác bí mật của cố chiêu, dĩ nhiên nắm được kế hoạch của cố chiêu, tôi rất dễ dàng biết họ nói là thật hay giả, cũng rất dễ dàng sàng chọn ra kẻ phản bội, phí độ nhẹ nhàng nói, làm cảnh sát. Tôi đương nhiên quen thuộc mấy nội ứng có quan hệ mật thiết với Cục Công an, Doãn Siêu và Doãn Bình tuy là sinh đôi nhưng tính cách khác xa nhau. Vậy, nếu Lão Sì Than là Doãn Bình mạo danh, tại sao tôi không nhận ra? Bởi vì rất có thể ban đầu hắn không tiếp xúc trực tiếp với Doãn Bình, thuộc hạ của hắn không nhất định biết rõ về lão Sì Than, Lạc Văn Chu đảo trong mắt, nhanh chóng nói, về phần sau đó, do lão Sì Than phải đi làm chứng giả hãm hại người hợp tác, nên nội quỷ lúc ấy quan sát thấy lão có biểu hiện khác là cũng sẽ không để ý lắm. Sau đó, để chuyện này thêm kín kẽ, tôi sẽ lặng lẽ xử lý các nhân chứng, đưa họ đi nước ngoài ẩn thân hoặc diệt khẩu trên đường luôn. Đều có khả năng chỉ có lão xì than giả là cá lọt lưới. Nói cách khác, rất có thể Doãn Bình năm ấy ý thức được nguy hiểm, làm xong chuyện này không tham tài, lập tức cắt đứt liên lạc với bên kia, giả vờ Doãn siêu mất tích, bản thân thần không biết quỷ không hay quay về thành công nhân nổi hơi mặt mày nhem nhuốc cho than. Phí độ ngước nhìn lên, như vậy vấn đề đến rồi, tại sao tôi mặc cho Doãn siêu, mất tích mà không đi điều tra sâu hơn về người nhà của lão? Lạc Văn Chu sửng sốt, ý cậu là, rất có thể đầu sò hãm hại Cố Chiêu năm ấy cho rằng, trên tay lão xì Than này không hề có bằng chứng thực tế có thể tố cáo mình. Năm ấy Sở Dĩ Doãn bình trốn đi, rất có khả năng là đã nhận ra điều gì, nhưng nếu anh nói lão có chứng cứ thực tế gì, tôi vừa rồi đã suy nghĩ kỹ càng cả quá trình, cảm thấy rất khó. Phí Độ thay đổi ngôi xưng, cũng đổi về ngữ khí bình thường, vậy tại sao hung thủ sau màn gấp gáp muốn diệt trừ Doãn Bình như thế? Đầu tiên luống cuống để lộ người liên lạc kế đó lại đưa người của mình đến bệnh viện cho cảnh sát bắt. Huyệt Thái Dương Lạc Văn Chu cũng đã bắt đầu đau. Phí độ thông thà nói, nếu tôi đoán không sai, không chừng hôm nay các anh sẽ có được một người hiểm nghi lớn, người này chắc chắn quyền cao chức trọng, một khi xảy ra chuyện, sẽ là vụ bê bối lớn có thể ảnh hưởng đến sự công tín của hệ thống. Phí độ nói cứ như tiên tri vậy. Thời khắc tế nhị tổ điều tra dõi chặt cục công an, nam hộ lý trà trộn vào bệnh viện đã khai. Tôi vốn là hộ lý, trước kia từng làm ở bệnh viện này, rất quen thuộc, tôi cần một khoản tiền cứu mạng, thật sự không còn biện pháp nào khác. Bị quỷ, bị quỷ ám, ban đầu họ bảo tôi trà trộn vào bệnh viện, theo dõi Doãn Bình kia. Kết quả hôm nay nghe người ta bàn tán, nói lão sắp tỉnh, còn nói người này có thể từng giết người, một khi tình hình hơi ổn định, cảnh sát sẽ đưa đi. Biết được chuyện này tôi liền nghĩ cách báo cho người thuê, sau đó họ bảo tôi bảo tôi vì tiền lang kiều đóng sổ nhìn hắn ta bằng ánh mắt khó lòng tin nổi anh không biết giết người là tội gì hả? À? tên kia lúng túng cúi đầu tiêu hải dương ai bảo anh theo dõi doãn bình ai sai anh giết người anh đã gặp chưa hai người đàn ông cầm tiền mặt tới nhà tôi nói là ông chủ của họ tôi tôi còn nhìn thấy một chiếc xe đậu dưới lầu một điều tra viên chăm chú xem camera thẩm vấn quay sang lạc văn chu đội trưởng lạc phiền anh mau chóng phối hợp, chúng ta phải mở camera gần nhà nghi phạm. Sự tình đã đến nước này, Lạc Văn Chu chỉ có thể làm theo tìm được 50 vạn tiền mặt ở nhà sát thủ bệnh viện này đồng thời. Một camera gần đó quay được một chiếc xe con sang trọng xuất hiện trước sau thời gian phạm nhân khai. Qua phạm nhân chỉ nhận đã xác định đây là chiếc xe lúc ấy đậu bên dưới nhà hắn. Ống kính camera độ nét cao quay được cảnh tài xế quay đầu lại nói chuyện với ai đó trên ghế sau. Người nọ hơi nhô người lên phía trước, mặt mũi rõ ràng dễ nhận ra chính là Trương Xuân Cửu cựu cục trưởng cục công an đầu năm đã điều nhiệm về tuyến 2. Mà chiếc xe giá thị trường 600 vạn ông ta ngồi, là xe công của tập đoàn đăng ký dưới danh nghĩa Trương Xuân Linh Anh trai ông ta. Trương Xuân Cửu và Cố Chiêu vào cục công an làm việc cùng thời kỳ, hai người rất thân thiết, khi vụ án Cố Chiêu xảy ra, Trương Xuân Cửu cũng là nòng cốt của đội hình sự, hoàn toàn có điều kiện thần không biết quỷ không hay bỏ mẫu vân tay và tiền mặt vào sau khi Cố Chiêu chết. Dương Chính Phong chịu trách nhiệm lãnh đạo chủ yếu bị xử phạt. Trương Xuân Cửu thế chức Dương Chính Phong chính vào lúc ấy, là người được lợi cuối cùng trong cái chết của cố chiêu mà hệ thống ra ngoài làm nhiệm vụ bị nghi để lộ bí mật. Thiết bị theo dõi có vấn đề, cũng đều lắp đặt thay đổi trong nhiệm kỳ của ông ta. Quan trọng nhất là, xem lại hồ sơ mới phát hiện, năm ấy sở dĩ Trương Xuân Cửu được đặc cách điều lên Cục Công an là vì có biểu hiện lập công lớn trong khu vực trực thuộc ông ta bắt được một băng cướp của giết người chạy qua 20 tỉnh cực kỳ giàu hoạt, bị truy nã trong phạm vi toàn quốc hơn nửa năm, mỗi lần đều trơn như cá chạch, thế nhưng không biết làm sao khéo như vậy, lại rơi vào tay chàng thanh niên Trương Xuân Cửu chưa có tiếng tăm gì. Thật sự là ông ta tỏ tường mọi việc, năng lực làm việc xuất sắc sao? Thời trẻ ông ta đã thần như vậy, tại sao ngược lại càng già càng hồ đồ, trong thời gian tại nhiệm quản lý cục công an, phân cục khu hoa thị sắp thành ổ buôn ma túy mà không hề phát hiện. Tất cả đều đã giải thích được rồi, tổ điều tra vô cùng phấn khởi, phái hai người đích thân theo nhóm Lạc Văn Chu đến nhà mời Cựu cục trưởng Trương đi. Hơn nữa không nhìn không biết, vừa nhìn liền giật này mình nhà Cựu cục trưởng Trương ở trong tiểu khu cao cấp nổi tiếng Yến Thành, hai chiếc xe trong chỗ đậu xe dưới lầu tổng giá trị hơn ngàn vạn, trong nhà ngay cả ly uống trà cũng là hiệu nổi tiếng xa xỉ, đồ bằng da đơn giá hơn 10 vạn xếp một hàng trong tủ, một trời một vực với hình tượng giản dị khiêm tốn ngày xưa xây dựng ở cục công an chỉ mặc đồng phục, tự mang nước trà, điện thoại riêng không phải loại thông minh gì đó. Đủ các việc, lúc này trông thật chẳng khác nào trò cười quá khoa trương. Đọc thầm Quyển 5 Trường 15, Edmond Dantes 15 Cục trưởng trương thật là giàu có, khu ông ở bao nhiêu tiền một mét vuông vậy? Tôi nghe nói không có tài sản hàng triệu thì không cho vào xem nhà đâu. Căn nhà đó là của anh tôi, năm nay tôi thuyên chuyển công tác, chỗ làm hơi xa, vừa vặn anh tôi đã lớn tuổi, định dọn đến nơi thanh tính hơn, liền cho tôi ở tạm ngôi nhà trong thành phố vài năm, dù sao tôi cũng sắp nghỉ hưu rồi. Anh, anh em tình cảm tốt như vậy. Anh tôi hơn tôi 10 tuổi, cơ hồ là anh tôi nuôi tôi, nói giống cha tôi cũng không quá. Tôi và anh mình quả thật không khách sáo lắm, anh tôi lập nghiệp sớm, tích góp của cải từng chút một. Hồ thẹn, chuyện này là tôi suy nghĩ không chu toàn, chỉ mong thuận tiện có thể đã tạo thành một số ảnh hưởng không tốt nhưng tôi có thể cam đoan, việc làm ăn của anh tôi những năm qua không dính dáng gì tới quyền lực và trách nhiệm từ công việc của tôi, tôi cũng chưa từng lợi dụng chức vụ để giúp đỡ gì. Nếu tổ chức cảm thấy cuộc sống cá nhân của tôi quá xa xỉ, là trái luật, tôi cũng xin nhận xử lý, mau chóng tự kiểm điểm dọn về nhà mình. Nhưng ngoài việc này ra, các phương diện khác tôi không thẹn với lòng." Điều tra viên hơi nở nụ cười, "Được rồi, chúng tôi sẽ đi xác minh lại điểm này ông biết tại sao chúng tôi mời ông đến chứ? Tôi biết. Thế ông có điều gì muốn nói không? Trương Xuân Cửu ngồi ngay ngắn trên ghế, vẫn gầy gò, sự gầy gò của người trung niên tự có cảm giác nghiêm khắc, đôi mày khá rậm, lâu ngày tạo thành một nếp nhăn lạnh lùng. Khuôn mặt nghiêm khắc này bất kể thế nào cũng rất khó liên hệ với ông anh tuổi mở lại tốt tính trong hồi ức của cục trường lục, Khiến người khác không nhịn được hoài nghi quãng thời gian 20 năm thay đổi con người ta nhiều đến thế ư? Là cái gì đã thay đổi ông ta? Mấy hôm nay gọi điện cho lão Lục không được, tôi đã cảm thấy là lạ, vì thế lại thử gọi cho mấy ông bạn khác, phát hiện đều không tiện nghe máy, ngay cả lão Phan đã đi dạy học cũng thế, tôi liền nghĩ, sắp đến lượt tôi rồi. Trương Xuân Cửu bưng ly trà lên uống một hớp, thần sắc không thay đổi, tôi cũng không biết nên khai những gì, các vị cứ hỏi đi thế chúng tôi sẽ không khách sáo nữa. Điều tra viên nở nụ cười trong bông co kim, nghe ý ông, thì sau khi điều đi, ông còn thường xuyên liên lạc với đồng nghiệp cũ. Không thường xuyên, có điều khoảng thời gian này tương đối đặc biệt, một là vụ án cố chiêu sắp điều tra lại, một là vợ lão Dương bà Quá, bị bệnh nằm viện, mấy anh em tôi tương đối năng gọi điện. Ồ, vụ án cố chiêu, điều tra viên đẩy kính, tự động lờ đi câu kia, ông còn nhớ rõ chi tiết không, đây là chuyện xảy ra từ 14 năm trước rồi. Trương Xuân Cửu trầm mặc một lúc, cố chiêu. Vụ án cố chiêu là cây rằm trong lòng tất cả chúng tôi, năm đó không ai tin, nhưng chứng cứ xác thực, chúng tôi không tin cũng không được. Nói thật, tôi không tin cố chiêu có thể làm chuyện như thế, đã bí mật tìm lãnh đạo nói chuyện rất nhiều lần, song không dám làm to lên các anh em ý chí xa sút các lãnh đạo rơi vào thế khó xử, tôi khi ấy trên có giả dưới có trẻ. Nói đến đây, trên mặt ông xuất hiện biểu cảm sen giữa mệt mỏi và buồn giận khó lắm. Không ngờ từng ấy năm trôi qua, còn có một ngày điều tra lại, nếu lão Dương biết. Điều tra viên khéo léo cắt ngang, cục trường trương, nếu năm đó cố chiêu không hề đòi hối lộ hành hung, ông cảm thấy ông ta hàm oan mười mấy năm là trách nhiệm của ai. Tôi không tiện bình luận sau lương yêu khuyết điểm của trường bối, nhưng tập thể nội ứng bên cạnh cố chiêu làm ngụy chứng, đối phương nắm rõ như lòng bàn tay hướng đi của ông ta chứng minh bên phía chúng tôi rất có thể có người đang để lộ bí mật, hãm hại ông ta, nếp nhăn trên chán Trương Xuân Cửu sâu hơn, trầm ngâm một lúc lâu ông mới nói, tôi không biết là ai, cũng không muốn hoài nghi ai, các vị muốn hoài nghi tôi cũng tùy nhưng nếu bảo tôi nói các anh em năm đó khả năng có ai phản bội, cũng giống như bảo tôi tin cố chiêu giết người đòi hối lộ là sự thật vậy, không thể. Điều tra viên không hề xúc động trước huynh đệ tình thâm, lòng dạ sắt đá tiến vào chính đề, cục trưởng trương ông nhớ năm đó có một nội ứng biệt danh lão xì sì than tên thật là doãn siêu chứ trương xuân cửu gật đầu ừm là người dẫn cố chiêu vào cung la phù phải không tôi nhớ rất rõ chuyện năm ấy xảy ra không lâu thì người này liền mất tích tôi vẫn cảm thấy hắn có vấn đề mấy năm trước tôi có một anh bạn trẻ vừa vặn điều đến nam loan làm việc tôi biết doãn siêu còn thân thích ở bản địa còn nhờ anh bạn trẻ ấy để ý giúp lỡ như doãn siêu về thăm gia đình thì lập tức bắt hắn lại điều tra viên hơi ngồi thẳng lên, truy hỏi, anh bạn trẻ này của ông tên là gì? Khổng Duy Thần Khổng Duy Thần này lúc dẫn mấy cảnh sát hình sự của Cục Công an đi điều tra Doãn Bình, đã gọi một cú điện thoại cho ông, anh ta đã nói những gì? Nói Doãn Bình giả chữ ký Doãn Siêu lừa khoản tiền đền bù giải tỏa, họ đang đi điều tra, còn nói nếu có tin tức của Doãn Siêu, nhất định sẽ cho tôi biết, nhưng sau đó tôi không liên lạc được với cậu ta tựa hồ Trương Xuân Cửu đã ý thức được có gì không đúng, sao vậy? Khổng Duy Thần sao rồi? Chúng tôi có căn cứ cho rằng, Lão Sĩ Than, năm đó vào cung La Phù cùng Cố Chiêu Kỳ thực chính là Doãn Bình, hơn nữa trên tay Lão đang nắm giữ chứng cứ quan trọng của vụ án Cố Chiêu. Nhưng khi đi tìm, Doãn Bình đã sợ tội bỏ trốn, trong quá trình truy bắt, đội hình sự bị lộ hành tung, hai chiếc xe bán tải chứa vật phẩm dễ cháy nổ đột nhiên lao tới muốn diệt khẩu. Trương Xuân Cửu, cái gì? điều tra viên phơi bầy chân tướng, đột nhiên thu lại nụ cười ấm áp trên mặt, động tác diệt khẩu của đối phương còn nhanh hơn cảnh sát. Chúng tôi có lý do để hoài nghi, thời gian họ nhận được tin là trước khi viên cảnh sát đào nhiên báo lên cấp trên, mà trong mấy người biết chuyện lúc ấy có mặt ở hiện trường, chỉ có khổng duy thần từng liên lạc với bên ngoài, người liên lạc chính là ông. Cục trưởng Trương, ông có muốn giải thích gì không? Các vị hoài nghi tôi, nói đến đây Trương Xuân Cửu đột nhiên cắn lưỡi, dằn lại vẻ kinh ngạc và giận dữ, Cố hết sức bình tĩnh hòa nhã nói, lúc Khổng Duy Thần gọi điện cho tôi, chỉ nói họ sắp đến nhà Doãn Bình, không hề nói Doãn Bình, Doãn Bình là. Trương Xuân Cửu nói cái tên này hai lần, rốt cuộc không thể kiềm chế, hơi lộ ra thần sắc khó tin nổi, sao Doãn Bình lại thành lão xì than. Lão ta mạo danh thay thế khi nào, năm đó không ai nhận ra à. Chuyện này là ai nói, có căn cứ không? Điều tra viên mặt không biểu cảm nhìn ông ta một lát, Thử nhìn ra chút gì đó từ trên khuôn mặt ấy, cục trưởng Trương, ông thật sự không biết sao? Vậy ông có biết người này không? Nói đoạn anh ta rút ra một tấm ảnh, ấn xuống trước mặt Trương Xuân Cửu. Trương Xuân Cửu như còn chìm trong tin tức ly kỳ mới nghe, màu chóng cúi đầu nhìn lướt qua, không biết. Không biết, ông hãy nhìn kỹ lại xem, điều tra viên nhô về phía trước, Doãn Bình do va chạm dẫn đến xuất huyết não, được đưa vào bệnh viện cấp cứu, đến bây giờ vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm chiều hôm qua người này giả mạo hộ lý lẻn vào phòng bệnh của Doãn Bình, ý đồ giết người diệt khẩu lần nữa nhưng chưa toại, bị chúng tôi bắt về hung thủ này khai là ông sai hắn làm như vậy. Trương Xuân cửu trợn mắt á khẩu, chốc lát sau, giống như giờ khóc giờ cười chỉ mình tôi. Chúng tôi tìm được 50 vạn tiền mặt ở nhà tay sát thủ này, là tiền mua mạng Doãn Bình. Ánh mắt Trương Xuân Cửu đột nhiên tập trung lại, bao nhiêu? 50 vạn. Trên mặt Trương Xuân Cửu bỗng nhiên thoáng qua thần sắc khó nói thành lời, lát sau ông cười khổ một tiếng, thở ra một hơi dài, tư thế ngồi ngay ngắn sụp xuống, nặng nề dựa lên ghế, lúc ấy vật chứng lục soát được dưới gầm giường Cố Chiêu, chính là 50 vạn tiền mặt. 14 năm rồi, sao vẫn là số này à? Điều tra viên nhìn kỹ vẻ mặt ông ta, buổi chiều ngày 11 ông ở đâu? Tôi không nhớ, cục trưởng Trương day ấn đường, đôi mắt hai mí bị ông day ra mí thứ ba vẻ mặt mệt mỏi hơn, có gợi ý không? Khoảng 2 giờ chiều ngày 11, có người nhìn thấy ông ngồi xe riêng đến gần tiểu khu, Dương Thụ Lý, đúng không? Tiểu khu Dương Thụ Lý, không có ấn tượng gì, Trương Xuân Cửu có vẻ nghi hoặc, nhớ lại một lúc lâu, ngày 11. Thứ hai tuần trước à, hôm đó xe tôi đến ngày hạn chế, tôi mượn xe nhà, đến gần cầu Lục An, quanh đó hình như có mấy khu dân cư, nhưng tôi không chú ý chúng tên gì ông đi làm gì? Vốn là đến bệnh viện thăm người nhà lão Dương, trên đường sực nhớ không mua ít quà đi cũng không thích hợp, bèn bảo tài xế xuống cầu vượt tại cầu Lục An, ở đó có một trung tâm thương mại rất lớn, Trương Xuân Cửu nói, hóa đơn tôi tiện tay vứt đi rồi, nhưng camera gần quầy thu ngân chắc còn tra được, mua đồ xong tôi đến bệnh viện luôn, phó giai tuệ bà quá của lão Dương và cô con gái Dương Hân đều có thể chứng minh, các vị có thể đi hỏi họ khóe mắt điều tra viên giật nhẹ khu tay sát thủ bệnh viện ở tên Dương Thụ Lý, quả thật gần cầu Lục An, nhưng quy mô cực kỳ nhỏ, hơn nữa nhà cửa cũ kỹ, bảng số nhà cũng loang lổ không rõ, bên ngoài tiểu khu thậm chí không có tường vây. Điều tra viên cố ý hỏi như vậy là bởi vì người bình thường nếu chỉ đi ngang qua, rất khó chú ý tới một tòa nhà 6 tầng đâu đâu cũng gặp tên là gì. Nếu Trương Xuân Cửu trực tiếp trả lời tôi chỉ đi ngang qua, vậy hiểm nghi sẽ vô cùng lớn, thế nhưng... Trương Xuân Cửu đang đóng kịch hư, Thế ông ta không khỏi quá cẩn thận, suy nghĩ cũng quá chu toàn, quá sức đáng sợ rồi. Điều tra đến cục trưởng Trương thì không còn thuộc về đội hình sự quản. Cuộc thẩm vấn này tiến hành bí mật, chỉ có Lạc Văn Chu được đặc biệt phê chuẩn đến bảng thính. Điều tra viên hỏi đi hỏi lại 4 năm lần tất cả các vấn đề, trong đó có vô số bẫy ngôn ngữ, dòng dã hơn 3 tiếng, người thẩm vấn và bị thẩm vấn đều mệt lừa, ngay cả lạc văn chu bàng thính khi đi ra cũng không nhịn được đứng ở cửa hút điếu thuốc trước. Anh nặng nề tâm sự mà trầm tư một lát giữa khói thuốc lờn vờn, rồi mới đi sang bên kia đường một chiếc SUV cao đến chẳng có bạn bè đang chờ ở đó. Lạc văn chu vừa mở cửa xe, còn chưa kịp ngồi vào ghế lái phụ, tiêu hải dương ghế sau đã sốt ruột nhô lên phía trước, đội trưởng lạc, bây giờ em lại cảm thấy chuyện này còn nghi vấn, cục trưởng trương có khả năng là bị hãm hại. Lạc Văn Chu quét mắt nhìn cậu, giờ đôi tay lạnh cóng lên trước điều hòa sưởi ấm, gì gì nói, được trước hận không thể trực tiếp đẩy cục trường trương lên đoạn đầu đài là chú, bây giờ nói ông ấy hoan uổng cũng là chú. Bốn mắt à, may mà chú là dân thường thời nay, chứ nếu cho chú sinh ra ở nhà đế vương xã hội phong kiến, dưới tay chú phải có bao nhiêu oan hồn đây. Tiêu Hải Dương còn khuya mới thèm để ý Lạc Văn Chu nói gì mình, cậu cúi đầu rút một bìa đựng hồ sơ trong cặp, chỉ hai tấm ảnh bên trong nói, anh xem, đây là số tiền mặt phát hiện trong nhà tên sát thủ kia, tấm còn lại là chục 50 vạn lúc ấy phát hiện trong nhà chú cố, em tìm được trong hồ sơ cũ đã cất vào kho để tiện kiểm kê, khoản tiền mặt lớn thường chia thành sấp một vạn, quầy ngân hàng sẽ buộc một tờ giấy, nhưng khoản tiền mặt phát hiện trong nhà tay sát thủ là trực tiếp bày chung một chỗ. Giống hệt vật chứng 14 năm trước, làng kiều bên cạnh nói, đúng, em đã hỏi tay sát thủ bệnh viện kia, hắn nói tiền lúc đưa tới chính là như vậy, hắn còn lén đếm cả buổi. Lạc Văn Chu nhận mấy tấm ảnh, cao mày. Đột nhiên Tiêu Hải Dương không đầu không đuôi nói, đội trưởng Lạc, em xin lỗi, em sai rồi. Cậu vừa dứt câu, ngay cả phí độ trên ghế lái cũng quay đầu lại, ba người sáu con mắt trong xe đều tập trung vào Tiêu Hải Dương, hệt như vây xem kỳ quan thiên cổ đá nở hoa vậy. Tiêu Hải Dương đẩy kính theo thói quen, môi mím lại, cả người không biết là do căng thẳng hay bất an mà hình như hơi lắc lư mở miệng bắn ra một tràng pháo liên châu em sai rồi em không nên kích động võ đoán bắt được một chút chứng cứ ngoài mặt đã kết luận thuận miệng nói hoan cho liệt sĩ em còn không nên lạc văn châu cắt ngang cậu đoạn này chú viết lúc nào tiêu hải dương bột miệng trả lời đêm qua nói xong cậu lập tức ý thức được mình đã làm chuyện ngu ngốc liền im bặt lang kiều kế bên bật cười phì một tiếng Tiêu Hải Dương mất tự nhiên cạy cạy mối may của quần, giống như sắp bốc hơi khỏi thế gian rồi. Đội chúng ta không trộm đọc thuộc lòng bản kiểm điểm cá nhân bằng miệng, việc này cho qua, chú nhớ đãi một bữa là được. Lạc Văn Chu suy nghĩ một chút lại bổ sung một câu, phải tự mình nấu, nấu ra thế nào, thì xem chú có thành tâm hay không. Tiêu Hải Dương nghiệt mặt ra, trông như muốn tự nêm gia vị nhảy thẳng vào nồi hấp vậy. Tôi đã nghe lời khai của Cục trưởng Trương, Tuy rằng bằng chứng rất bất lợi cho ông ấy, nhưng giải thích của ông ấy cơ bản đều hợp lý. Lạc Văn Trung nghiêm túc lại, hoặc là đẳng cấp ông ấy quá cao, hoặc là ông ấy bị hãm hại lại nói, nếu ông ấy thực sự lợi hại như vậy, thì không nên để lại nhiều sơ hở đến thế trong quá trình hai lần ám sát Doãn Bình chưa thành. Lam Kiều hỏi, vậy tức là, có người hãm hại ông ấy, giống thủ đoạn hãm hại cố chiêu. Tại sao, ông ấy đã đắc tội ai? Lạc Văn Chu lắc đầu, gia hiệu cho phí độ lái xe về nhà. Hồ sơ vụ án cố chiêu là gần đây lật lại điều tra mới tiết lộ, ai sẽ biết chi tiết vụ bầy tiền mặt? Mà sau khi cục trưởng trương bị điều tra, người cuối cùng liên quan đến vụ án năm xưa cũng bị mời tới. Tổ điều tra xử lý thế nào? Chỉ sợ đều không công khai, họ rất khó can thiệp. Bản án cũng ngày càng rối này đã rơi vào bế tắc. Lúc này, phí độ đột nhiên mở miệng kế hoạch tập tranh lần đầu tiên khởi động sau vụ án cố chiêu khoảng một năm, người của tổ tập tranh có quyền xem hồ sơ trong đó cũng bao gồm vụ án cố chiêu à? Lạc Văn Chu, ý cậu là? Người dẫn đầu thần bí kia, phí độ nói, thật sự chết rồi sao? Lạc Văn Chu nhìn thật sâu vào mắt hắn một cái, vướng lang kiều và tiêu hải dương còn ở đây, anh chỉ đáp cho có, lâu quá rồi, phải đợi mấy người cục trưởng lục trở về hỏi sau song nghi hoặc trong anh lại mơ hồ trỗi lên kế hoạch tập tranh và vụ án cố chiêu nhìn ngoài mặt tựa hồ nên là hai việc không liên quan, tại sao phí độ năm lần bảy lượt đề cập, nhắc mãi không quên. Thậm chí bỏ mặc sang nghiệp khổng lồ để gia nhập kế hoạch tập tranh lần thứ hai. Đọc thầm Quyển 5 Trường 16, Edmond Dantes 16 Sếp ơi, Lang Kiều hỏi, thế bây giờ tổ điều tra đưa người đi rồi, chúng ta làm gì đây? kỳ thực lạc văn chu cũng mù mờ nhưng không thể biểu hiện ra trước mặt đám thanh niên cấp dưới anh trầm ngâm một lát rồi nói tên tiểu năng lẻn vào bệnh viện giết người còn trong tay chúng ta phải tiếp tục thẩm vấn không phải hắn nói lúc ấy có hai người đem tiền đến cho hắn sao bây giờ hai người này cả tóc cũng chưa tìm được một sợi ai biết có phải hắn nói lung tung hay không lang kiều vội vàng lấy ra một quyển sổ nhỏ thói xấu do giáo dục thi cử thống nhất dạy ra hễ không biết phải làm sao là múa bút ghi chú, tạo thành ảo giác mình vẫn đang cố gắng, giống như làm thế là có thể ngồi chờ chân tướng từ trên trời rơi xuống vậy. Ngoài ra, tìm vài anh em đi theo tài xế của cục trưởng trương, dùng chút thủ đoạn nghe lén, Lạc Văn Chu vừa nói vừa sắp xếp lại mạch suy nghĩ, Tiêu Hải Dương tiếp tục chờ kết quả của vật chứng. Nếu khi nhóm đào nhiên đuổi theo Doãn Bình, là khủng duy thần để lộ bí mật, vậy trước đó anh ta sẽ không công khai gọi điện cho cục trưởng trương, cả hai đều là người mình, đương nhiên biết xảy ra chuyện chúng ta sẽ điều tra thế nào, hẳn sẽ không để lại chứng cứ hiển hiện như vậy cho nên trong vụ tai nạn giao thông của Doãn Bình nhất định còn lỗ hồng khác. Lần này Tiêu Hải Dương rốt cuộc không ý kiến gì nữa, vội vàng theo lời gật đầu. Mặt khác, tìm một cơ hội đến trung tâm cai nghiện, nếu có thể, hãy trò chuyện với Mã Tiểu Vĩ một chút. Lạc Văn Chu lại nói. Làng Kiều và Tiêu Hải Dương đối với yêu cầu này đều không hiểu gì hết, chố mắt nhìn anh. Lạc Văn Chu, thời cơ mã tiểu vĩ xuất hiện, và cả bí mật cậu nhóc, vô tình, tiết lộ cho chúng ta, bây giờ nhìn lại, không thể nào đều là trùng hợp được. Mấy vụ án lớn đều xảy ra sau khi cục trưởng trương bị điều đi, nếu những việc này đều có sự mưu, vậy rất có thể từ khi ấy đã bắt đầu, chắc chắn mã tiểu vĩ cũng tham dự trong đây. Tiêu Hải Dương tính gấp gáp như lửa, vội vàng nói em đi ngay đây. Đi đâu, bây giờ đã qua thời gian thăm rồi, ngày mai hắn đi chú đã nghĩ kỹ nên hỏi thế nào chưa? Cái gì cũng gấp, không biết câu mài dao không lỡ việc đốn củi à? Các đồng chí cảnh sát hình sự vốn định tăng ca đến Tết âm lịch không có việc gì làm ra về đúng giờ, phí độ đưa Tiêu Hải Dương và Lang Kiều dẫn theo về nhà, lại mang ít đồ ăn đến bệnh viện cho đào nhiên thương gân động cốt cần 100 ngày, dạy anh vài chiêu tán gái, giữa chừng bị lạc văn chu ngứa tai lôi cổ về nhà. Sau đó, hắn lại điềm nhiên kiêm nhiệm phu đẩy xe siêu thị, phu khuôn vác và ví tiền, cùng Lạc Văn Chu đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn và thức ăn cho mèo, thái độ bình tĩnh và tự nhiên như thường ngày. Đặc biệt là đến giờ ngủ, phí độ hiếm khi không cần Lạc Văn Chu ba dục bốn mời mới nói lần thứ hai đã tắt máy tính rồi. Phí độ có một thói quen sinh hoạt không tốt lắm, đó là đêm không ngủ, sáng còn dậy sớm, sử dụng thời gian biểu làm việc và nghỉ ngơi của đám người buộc phép, Steve. Cô bê trong chicken soup for the soul. Khi mới xuất viện không đủ tinh lực còn đỡ, tùy tiện xoa nắn một chút là nằm xuống, nhưng sau khi được Lạc Văn Chu chăm sóc tỉ mỉ một thời gian, trong nhà như thể nuôi một con lạc một nồi tràn trề tinh lực khác trừ khi nửa đêm tròn tỉnh giấc, nếu không Lạc Văn Chu giơ tay ôm trong trạng thái tỉnh táo, 10 lần hết 8 9 lần ôm hụt. Được cái ngài phí phẩm chất tốt đẹp hơn ngài nồi, tự mình dậy, không hề làm đồng hồ báo thức hình người phá hoại người khác. Lạc Văn Chu nhìn hắn với vẻ mặt ngạc nhiên, "Hôm nay cậu sao vậy? Có chỗ nào không khỏe? Cảm à, hay buổi tối ăn cái gì bị dị ứng rồi?" Không nghe khanh, khanh sẽ dùng bạo lực, phí độ hết sức bất đắc dĩ sờ soạng mặt anh, nghe lời khanh, khanh lại hoài nghi chấm bị bệnh. "Ái phi, khanh sớm nắng chiều mưa qua đó." Khóe mắt Lạc Văn Chu thoáng hiện lên nét cười, sau đó anh nắm cổ tay phí độ, một câu hài ý, "Là tôi sớm nắng chiều mưa." hay cậu quân tâm khó dò? Phí độ ngứa ra, Lạc Văn Chu nhìn hắn bằng ánh mắt hơi trầm xuống, mấy hôm nay hương trí của cậu không cao lắm, làm sao vậy? Phí độ như cười như không mà tránh né, ai nói hương trí của tôi không cao? Chỉ cần nhìn thấy anh là, hương trí của tôi luôn rất cao. Lạc Văn Chu, lời ai đó vừa dậy đào nhiên xong, ngay cả dấu câu cũng chưa thèm sửa đã áp dụng vào anh, nghĩ anh điếc lòi không nghe thấy à? thấy phí độ lại nói lung tung lạc văn chu đột nhiên giơ tay ôm hông hắn nhấc hắn lên khỏi mặt đất phí độ dày từ từ dày lạc một nổi nghe thấy động tính, tận dụng triệt để nhảy qua ngoạm chiếc dép lê bị hất ra của phí độ coi là món đồ chơi lạ hăm hở cắn xé lạc văn chu không nói lời gì đóng sầm cửa phòng ngủ đè hắn lơ lửng trên cửa sư huynh em còn chưa già đến mức để em cần chạm chân xuống đất em đòi dày làm gì trong lịch sử săn tình của chủ tịch phí không có kinh nghiệm thực tiễn cho tư thế này, hắn hơi hoảng, mặc dù biết ngã một phát cũng chẳng chết nổi, vẫn rất thiếu cảm giác an toàn, hắn vịn tay nắm cửa cười miễn cưỡng, có thể đổi tư thế khác đừng kích thích thế này không? Tôi sợ mệt. Lạc Văn Chu híp mắt nhìn hắn, phí độ nhìn sắc mặt anh, sáng suốt nuốt lại chữ anh cuối cùng, nuốt nước bọt, còn được giãn được vứt bỏ lòng tự tôn của đàn ông, sửa lại. Bản thân tôi. Lạc Văn Chu ngừng đầu nhìn hắn một lát, chậm rãi tới gần, cọ nhẹ chóp mũi phí độ. Phí độ cúi đầu hôn anh, xong Lạc Văn Chu lui ra sau né tránh, nói một cách lạnh lùng và vô tình, cậu bỏ tay ra, ngoại trừ trên người tôi, không được phép đặt vào đâu khác, ai cho cậu biểu diễn xà đơn hả? Phí độ, Lạc Văn Chu, hay cậu muốn bị còng? Phí độ bình thường rất chiều anh, không nhẫn tâm làm anh cụt hứng, chọn một trong hai cái hại, đành phải dùng một tư thế cố hết sức vững vàng hơn ôm vai Lạc Văn Chu, chân kẹp hông anh. Lạc Văn Chu chậm rãi dùng răng kéo áo ngủ lỏng lẻo trước ngực hắn ra, tôi là gì của cậu? Phí độ ra vẻ kinh ngạc, đây là trách tôi chưa mua cho anh một cái nhẫn kim cương chính thức à? Hay bây giờ tôi đi đặt một quả trứng bồ câu nhé? Lạc Văn Chu nói, trứng bồ câu ăn không đủ no, tôi muốn trứng gà, hai quả. Phí độ, thật là một hảo hán ăn được ngủ được tôi đã trị giá hai quả trứng gà ánh mắt lạc văn chu chậm chạp lướt qua ngực phí độ xét cho cùng là người trẻ tuổi qua một thời gian các dấu vết giật điện ngày trước lưu lại cơ bản đã biến mất không còn những hình xăm dán lộn xộn đó che lồng ngực hắn gầy gò mà trắng nón cơ hồ còn có một chút cảm giác thiếu niên cám dỗ ngực mỏng như vậy tim sâu như vậy lạc văn chu ngắm đủ rồi mới nói hết câu nói kéo thật dài kia cậu có thể tin tưởng tôi không đây là một câu hỏi cho không điểm Phí độ trả lời ngay chẳng cần suy nghĩ, sao tôi lại không? a à, Lạc Văn Chu có dự cảm nói chuyện chưa chắc thuận lợi, bởi vậy mài răng trên người hắn trước. Nghĩ kỹ rồi hãy nói, phí độ, tôi cho cậu thêm một cơ hội. Hoạt động của nửa người dưới của phí độ giống như không đến vùng cổ trở lên, đầu óc vẫn rất tỉnh táo, lập tức ý thức được Lạc Văn Chu có ẩn ý, hắn đổi ý nghĩ, từ bên trên nhìn xuống, bớt ra một tay nâng cầm anh, sao vậy, tại gần đây tôi nói ít, không bơm một đống quan điểm vào tai anh, khiến anh cảm thấy bất an à. Lạc Văn Chu hơi nhớ mày, tôi cảm thấy cậu có việc giấu tôi. Lời như thế thông thường là điểm báo trước cho nguy cơ gia đình, phí độ nghiêm túc nhớ lại một lát, tôi gần đây nhờ bọn lục ra đi làm việc, đều là trước mặt anh, không âm thầm mưu tính muốn lấy mạng ai, cũng không muốn đi rút ống thờ của phí thừa vũ, tôi tuân thủ pháp luật, không đụng vào một giọt rượu, à, còn có cầu tất ứng, không giấu giếm gì anh đâu. Lạc Văn Chu một tay nâng hắn, một tay hết sức xấu xa luồn vào vạt áo tròn tắm của hắn, không biết chạm vào đâu mà cả người phí độ chợt cứng đờ, hắn lơ lửng, cảm giác mình trên không tới thôn dưới không tới đất, vừa căng thẳng vừa khó chịu nổi, sư huynh, anh đây là. Định nghiêm hình bước công à. Đúng thế, Lạc Văn Chu chậm rãi nói, khi Chu Hoài cần nhắc tới, 13 năm trước, cậu nói, kế hoạch tập tranh, hôm nay ở trên xe thảo luận cục trường trưng rốt của có phải bị hãm hại hay không? cậu lại lần nữa nhắc tới kế hoạch tập tranh, thậm chí cậu có ý đồ khác tiếp cận tôi, cũng dùng danh nghĩa khởi động lại tập tranh. Phí Độ bật cười một tiếng, tôi có ý đồ khác tiếp cận anh là dùng sắc đẹp. Lạc Văn Chu hơi á khẩu, ai cho cậu cướp lời thoại của tôi? Cậu gần mực thì đen nhanh quá đấy. Kế hoạch tập tranh lúc ấy dự định thành lập một hồ sơ phạm tội, mặc dù do trường dẫn đầu, nhưng nếu anh chú ý tới danh sách thành viên tham gia, anh sẽ phát hiện những cảnh sát hình sự tuyến một tựa hồ đều trải qua vụ án cố chiêu đó cũng chính là người hiểm nghi phí độ thờ hồn hển một hơi không nhịn nổi bắt lấy cái bàn chân dê của lạc văn chu bảo bối cưng còn như vậy là em không nói tiếp được đâu nhưng cậu không phải là đến vì vụ án cố chiêu tôi nhớ tôi từng nói với anh tôi cũng nhớ lạc văn chu cắt ngang hắn lần đầu tiên cậu bảo trực giác mách rằng cái chết của mẹ cậu có liên quan đến phí thừa vũ hơn nữa cậu muốn biết tại sao mình lại có trực giác này, cho nên muốn ngược dòng nhớ lại chuyện hồi nhỏ lần thứ hai cậu bảo rằng, kỳ thật cậu biết mẹ mình tự tử, cũng biết tại sao bà tự tử, còn mơ hồ phỏng đoán ra Phí Thừa Vũ đang bí mật làm trò gì lần thứ ba khi chúng ta truy bắt Lư Quốc Thịnh, cậu ở trong tầng hầm nhà cậu thuật lại những lời năm ấy nghe thấy Phí Thừa Vũ nói. Chuyện 13 năm trước cậu nhớ rõ mồn một, một, căn bản chẳng cần ngược dòng. Phí Độ giật mình, không ngờ lạc văn chu nhớ rõ ràng giành mạch mỗi một câu nói lung tung của hắn lạc văn chu vùng ra khỏi tay hắn bóp phần thịt mềm giữa chân phí độ vân vê qua lại hơi cắn răng hỏi bây giờ cậu có thể cho tôi biết trong một đống lời nói tự mâu thuẫn này câu nào là thật không phí độ trầm mặc một lúc lâu đột nhiên giữ gáy lạc văn chu mà cúi đầu hôn anh hắn giống như trời sinh biết cách khơi gợi tình cảm không hề dữ dội lại khiến người ta có cảm giác mình được hắn yêu thắm thiết đó là tình cảm đậm sâu không gấp gáp chính xác và hoàn mỹ nhưng giống như một loạt trùng hợp liên tiếp chắc chắn không phải là ngẫu nhiên biểu đạt vĩnh viễn chính xác nhất định cũng không phải là biểu lộ một cách tự nhiên lạc văn chu bỗng nhiên hơi thượng hòa anh xé quần áo lỏng lẻo trên người phí độ biến khoảng cách bằng không thành âm chỉ khi cảm nhận được thay đổi nhanh mạnh của nhịp tim phí độ anh mới có một chút cảm giác chân thật người này đang ở trong tay mình khi bị anh cõng lên giường đặt ngay ngắn dường như phí độ đã sắp ngủ, Lạc Văn Chu hôn chán hắn một cái, lý trí quay lại, nghĩ, vẫn chưa hỏi ra. Lúc này, phí độ chợt mở miệng, những lời tôi ba lần nói với anh, đều không hoàn toàn là bịa đặt. Giọng hắn hơi khàn khàn, mà sát nhẹ nhẹ màng tai, Lạc Văn Chu khựng lại, ừm một tiếng, duỗi đôi chân dài nằm trên cái ghế lười nhỏ cạnh giường. Tôi truy tra tập tranh, quả thật là vì ngược dòng chuyện hồi nhỏ, chi tiết về tầng hầm tôi không hoàn toàn nhớ rõ, hơn nữa trực giác bảo rằng phần bị quên rất quan trọng lạc văn chu tôi cho là trí nhớ của cậu không thua gì tiêu hải dương tôi đâu thể gặp qua là không quên cưỡi ngựa ngắm bia phí độ bật cười kỳ thật tôi từng hai lần chưa được cho phép đã vào tầng hầm của phí thừa vũ lần đầu tiên hoàn toàn là tình cờ làm rơi đồ xuống dưới nhặt vừa vặn lão không khóa cửa lần đó tôi lẻn vào nhìn thấy danh sách của kế hoạch tập tranh đang lật xem thì phí thừa vũ quay lại tôi trốn vào cái tủ nhỏ bên dưới giá sách may mà không bị phát hiện lạc văn chu tự dưng cảm thấy trong câu này có chỗ nào đó không đúng không đợi anh suy nghĩ kỹ phí độ đã tiếp tục bé trai trời sinh có lòng hiếu kỳ và sự phản nghịch truy đuổi kích thích tôi lèn vào được một lần liền muốn vào lần thứ hai thế là nghĩ mọi cách tìm mật khẩu tầng hầm không hề dễ dàng phí thừa vũ là người rất cẩn thận cho nên khi tôi lần thứ hai thành công lẻn vào tầng hầm thần bí ấy là gần nửa năm sau, tôi thấy bày trên bàn lão là bài luận văn nghiên cứu về nạn nhân trong các vụ án mang tính chất nghiêm trọng. Lạc Văn Chu, luận văn của Phạm Tư Viễn, người dẫn đầu kế hoạch tập tranh lần đầu tiên. Ừ, Lạc Văn Chu nhíu mày kế hoạch tập tranh lần đầu tiên nửa đường xảy ra chuyện, khi đó vụ án cố chiêu vừa qua chưa bao lâu, Cục Công an thật sự không chịu nổi một vụ bê bối nào nữa, vừa phát hiện bất thường liền dừng khẩn cấp, tất cả thành viên tham gia đều bị điều tra xử lý hết sức mau lẹ. Kế hoạch tập tranh lần đầu tiên, từ khi khởi động đến lúc bị dừng, hình như còn chưa đầy nửa năm, Lạc Văn Chu nói, tại sao Phí Thừa Vũ kéo dài hứng thú lâu như vậy? Tôi bật máy tính của lão, mật khẩu giống cửa, nhìn thấy trên desktop có một tập tin tên là tập tranh, nhưng không thể mở ra, bởi vì mật khẩu cho cửa không dùng được. Ý cậu là kế hoạch tập tranh có liên quan đến Phí Thừa Vũ? Lạc Văn Chu hỏi tới sau đó thì sao? Sau đó tôi không nhớ rõ lắm, nhưng mà, phí độ bỗng nhiên cảm thấy hơi khô cổ, nghiêng đầu ho vài tiếng, nhưng mà... Khụ! Mới đầu Lạc Văn Chu cho rằng hắn tự sạc trong lúc nói chuyện, xong anh nhanh chóng nhận thấy khác thường phí độ ho mãi không dừng được. Anh vội vàng đỡ phí độ dậy, vỗ lưng hắn có chuyện gì vậy? Cảm lạnh à, ai bảo không nghe lời. Phí độ ho không thở nổi, thái dương cơ hồ lồi ra gân xanh, cả buổi mới đỡ, Lạc Văn Chu bưng tới một ly nước ấm, uống ít nước trước đi, bị cảm không vội uống thuốc, phát ra chưa hẳn là không có lợi, chừng nào nặng rồi tính tiếp. Tôi chỉ mang máng nhớ phí thừa vũ không biết vì sao mà đột nhiên về nhà, phát hiện tôi lẻn xuống hầm, giống như vô cùng tức giận, nổi cơn tam bành sau đó dọn sạch tầng hầm, phí độ hơi chảy chật nói, nhưng mà... Nhớ lại, hình như là bắt đầu từ khi đó, tôi mới có khái niệm đại khái với việc lão cụ thể đang làm gì, chắc chắn hôm ấy ở dưới hầm tôi đã rất tình cờ nhìn thấy thứ gì quan trọng. Đọc thầm. Quyển 5. Chương 17, Edmond Dantes 17. Một người trưởng thành không nhớ chuyện trước 10 tuổi là rất bình thường, ví dụ như Lạc Văn Chu vẫn khăng khăng cho rằng mấy việc mất mặt như nó hồi nhỏ giơ cây súng đồ chơi chiếm đống than đá, là đồng chí Mục Tiểu Thanh bịa ra để nói xấu mình thôi nhưng không bình thường là các chi tiết trước sau phí độ đều nhớ rất rõ, bao gồm giọng điệu khi phí thừa Vũ nói chuyện, tại sao hắn lại quên mỗi đoạn này. Thế nhưng, tình hình của phí độ hiển nhiên không thích hợp để gặng hỏi nữa, Lạc Văn Chu đành phải tạm thời dừng lại, thử nhiệt độ của hắn, lại hoài nghi là khi nãy làm quá mức mới khiến hắn bị nhiễm lạnh. Song nhiệt kế biểu hiện nhiệt độ trong nhà hiện giờ là gần 27, mặc áo tay ngắn cũng không lạnh, Lạc Văn Chu nghĩ hoài không tài nào hiểu nổi, cuối cùng đành phải quy kết cho một nguyên nhân có thể là phí độ cầm tinh con cái nhiệt đới hư nhược. Khả năng là thân thể quá mệt, tinh thần luôn sụp sôi quá mức của phí độ không hề chịu ngoan ngoãn nằm trong thể xác yên lặng, trong giấc ngủ cứ quanh quẩn khắp nơi không mục đích. Hắn thoạt tiên mơ thấy hình như mình lấy hộp thức ăn nhưng quên mở cho xếp nồi, sau đó lại mơ thấy Lạc Văn Chu không biết khó chịu vì việc gì mà cứ hầm hừ, dỗ dành thế nào cũng chẳng ngó đến hắn cuối cùng lại phảng phất trở về ngày đào nhiên bị đẩy vào bệnh viện nói đến cũng thật lạ. Trong thế giới hiện thực, Lúc Phí Độ và Lạc Văn Chu chạy tới đào nhiên đã bị đẩy vào phòng cấp cứu, cho đến sau khi tình hình ổn định đẩy vào phòng bệnh thường hai người mới vội vàng vào thăm một cái. Nhưng trong giấc mơ hỗn loạn, Phí Độ lại cảm thấy giống như mình trơ mắt nhìn đào nhiên toàn thân đẫm máu, bộ xương trắng ẩn dính thịt nát so le lòi ra ngoài, mặt anh xương đỏ phát tím, đôi mắt trợn trừng lồi lên như sắp chết vậy. Phí Độ choàng mở mắt tỉnh dậy. Mí mắt hắn hơi nặng, song chỉ trong tích tắc mở mắt ra mạch suy nghĩ lộn xộn lập tức được huấn luyện nghiêm ngặt quay trở về, phí độ cao mày nhớ lại giấc mơ hỗn loạn ban nãy, cảm thấy hơi sai sai, bởi vì các vết thương trên người đào nhiên là do tông xe, tại sao trong giấc mơ của hắn lại gán cho anh khuôn mặt ngạt thở. Tựa hù không hợp logic lắm. Có điều, dù là Stephen Hawking chắc cũng chẳng cách nào yêu cầu mình nằm mơ đều theo logic, chút nghi vấn này thoáng qua trong đầu phí độ, sau đó hắn lại cảm thấy hơi khó chịu, mình mẩy có cảm giác đau mỏi như giữ nguyên một tư thế quá lâu. Phí độ khẽ khàng dịch ra khỏi vòng tay Lạc Văn Chu ôm hơi chặt, chờ mình, nhưng tấm nệm mềm mại thoải mái thường ngày như đột nhiên biến thành nền xi măng, chờ mình kiểu gì cũng cảm thấy cấn xương, điều hòa không khí rất nhẹ cũng ép hắn hơi khó thở, bất luận thế nào đều chẳng tìm được một tư thế thoải mái. Phí độ đang hết sức kiềm chế chờ mình lần thứ ba, thì Lạc Văn Chu bình thường xét đánh cũng chẳng tỉnh bỗng nhiên bật đèn đầu giường lên, sao vậy? phí độ lười nói chuyện, vùi hơn nửa khuôn mặt vào gối tránh ánh đèn mà lắc đầu. Lạc Văn Chu giơ tay sờ thử, giật mình ngồi bật dậy, xót thành lò sưởi rồi còn lắc đầu. Phí độ hơi mơ màng hé mắt, nhìn thấy Lạc Văn Chu lao ra tìm thuốc hạ sốt. Trước kia khi Lạc Văn Chu sống một mình, thường dùng nhất phần lớn là mấy thứ như dầu gió đỏ, bạch dược vân nam, băng dán cá nhân và cồn iốt, dự trữ cả đống, ngược lại các thứ khác cơ bản đều hết hạn anh lục hòm với tủ mướt mồ hôi, con lạc một nồi bên cạnh còn không chịu im lặng, chẳng biết moi đâu ra một cái hộp chưa mở nắp, cào cào cắn cắn lăn lóc dưới đất, rơi lục bộp ẩm ý. Lạc văn chu xịt một tiếng, nhỏ giọng mắng nó, còn ồn ào tao nhốt ra ban công bây giờ. Lạc một nồi chân đạp hộp, bất khuất vinh mặt trường anh, trông như muốn đấu tranh đến cùng. Lạc văn chu không có tâm trạng để ý tới nó, vất vả lắm mới tìm ra một hộp thuốc hạ sốt, trong vánh xem xong hướng dẫn sử dụng và ngày sản xuất, phát hiện còn chưa hết hạn, vội vàng cầm vào cho phí độ. Anh vừa để phí độ uống viên thuốc ngay trên tay mình, vừa không nhịn được muốn thở dài, "Cậu phí ạ, à? thương lượng cái nhé, chúng ta có thể bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày ra ngoài hoạt động một chút, làm việc và nghỉ ngơi khỏe mạnh không?" Phí độ chẳng có sức huyên tuyên với anh, chỉ ậm ừ nói một câu, "Ngày mai là khỏi thôi." Hắn miễn cưỡng uống nửa ly nước. Lào đảo đẩy ly ra, vỗ nhẹ mờ u bàn tay Lạc Văn Chu hai cái bày tỏ cảm ơn, rồi con mình nằm im. Phí độ bình thường rất giỏi kiếm chuyện, sau khi chấm nửa nhịp biết mình bị bệnh ngược lại ngoan ngoãn, giống như hết sức trật tự tiềm kê năng lượng có hạn của mình, giảm các hoạt động xuống thấp nhất một cách chí năng, dồn hết cho hệ thống miễn dịch. Lạc Văn Chu rất không yên tâm ở bên cạnh quan sát một lúc, phát hiện bệnh nhân này hoàn toàn có thể tự lo liệu, không hề có thói xấu tung chăn đá chăn. Đột nhiên hơi đau lòng sửa tóc hắn, trước kia khi bị bệnh ai chăm sóc cậu. Phí Độ muốn nói bệnh vặt không sao, bệnh nặng thì đi bệnh viện, song hắn thực tế chỉ mấp máy môi, chẳng nói ra lời. Hiệu quả gây ngủ của thuốc hạ sốt đến rất nhanh, tiếng Lạc Văn Chu đi lại như cách một tầng gì đó, càng lúc càng xa, mau chóng hóa thành một mảnh mông lung. Phí Độ bị thuốc kéo vào giấc ngủ cùng với câu trả lời chưa kịp nói ra, câu hỏi không an phận kia thoát ly ý thức, nhảy vào giấc mơ. Hắn mơ thấy phòng ngủ của mình hồi nhỏ cả biệt thự đều trang hoàng theo sở thích của phí thừa vũ, phòng của vợ con cũng vậy, các món đồ dùng trong nhà màu sắc rất đậm đó luôn có khí thế riêng, lấn át hết hơi người của chủ nhà nhỏ tuổi, khắp nơi đều lạnh lẽo. Duy chỉ được cửa sổ hướng nam lấy ánh sáng không tệ. Phí Độ mang máng nhớ, có một lần hắn dựa lên đầu giường, hơn nửa người bao phủ dưới ánh nắng, bởi vì cảm sốt bất thình lình bắt hắn nằm trên giường. Nhân phí thừa vũ vắng nhà, hắn lén lấy ra mẩu giấy nhỏ trong bóp viết của mình. Trên mẩu giấy là ba chuỗi mật khẩu chuyện như lẻn vào vùng cấm này, có lần đầu sẽ có lần thứ hai, phí độ mất gần nửa năm, mỗi ngày im ắng quan sát tất cả của phí thừa vũ, lặng lẽ góp nhặt các mật khẩu khác ông ta sử dụng trong cuộc sống thường ngày, làm tập hợp và thống kê đơn giản đối với quy luật đặt mật khẩu, phân tích ra mấy quy luật, thử suy đoán mật khẩu tầng hầm. Hắn không có cơ hội thử sai, bởi vì nhập sai mật khẩu sẽ báo động bất luận phí thừa vũ ở đâu, ông ta đều sẽ lập tức nhận được thông báo. Phí độ cuối cùng khoanh vùng ba tổ hợp mật khẩu phí thừa vũ có thể sử dụng, nhưng rốt cuộc là số nào trong ba số này, hắn lại thật sự do dự. Lúc này, bên ngoài có người gõ cửa, phí độ mới hoảng hốt nhét tờ giấy nhỏ đại nghịch bất đạo này về bóp viết, mẹ hắn liền bưng ly thuốc cảm đi vào. Bà dịu dàng thay chiếc khăn đã bị nóng trên chán hắn, dùng khăn ngâm nước lạnh lau người cho hắn, cả quá trình như một người máy, làm Chu Đáo đâu vào đây, lại không chịu nhìn thẳng vào mắt hắn, giống như tiếp xúc sơ thừa sẽ dẫn tới tai họa cho họ vậy. Phí Độ muốn gọi một tiếng mẹ, lời ra đến cổ họng lại kẹt ở đó, chỉ há miệng. Người phụ nữ cẩn thận lau mình cho hắn, trông khá hơn vẻ nặng nề u ám ngày xưa, đi lại thậm chí có phần nhanh nhẹn, tiểu Phí Độ muốn nói một câu với bà, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu, thấy bà lại muốn đi, hắn vội vàng giơ tay với. Bóp viết chưa kéo khóa trên đầu gối rơi xuống, tờ giấy viết đầy mật khẩu thoáng cái trượt ra Không khí như đông lại Một lúc lâu, bà khom lưng nhặt bóp viết lên, cầm mẩu giấy kia, phí độ vô thức nín thở Người phụ nữ rốt cuộc ngừng đầu nhìn hắn một cái, ánh mắt phức tạp khó phân biệt Cậu bé không thể nhận ra suy nghĩ của bà, căng thẳng nắm chặt chăn Bà sẽ mách phí thừa vũ chứ? Sẽ đột ngột nổi điên chứ? đương khi sự thấp thỏm của hắn không ngừng tăng lên, mẹ tự hồ xem không hiểu, thản nhiên nhét tờ giấy về bóp viết, nhẹ nhàng để lại lên đùi hắn, hôn đầu hắn một cái rồi quay người đi. Sau tiếng đóng cửa, phí độ trần trừ mở tờ giấy viết chi chít mật khẩu, nhìn thấy bên dưới một mật khẩu trong số đó có thêm một dấu móng tay. Ba ngày sau, biết phí thừa vũ đi công tác, hắn dùng mật khẩu này mở cánh cửa tầng hầm dày nặng. Tầng hầm ấy như vùng đất cấm, cầu thang chật hẹp quanh co, từ phía trên không nhìn thấy cuối, đèn tường u ám loe ánh sáng lờ mờ, chiếu quần long giữ tận há miệng muốn ăn thịt người trên giấy dán tường, bên trong như ẩn nấp một con quái vật ngoác cái miệng đáng sợ. Trong giấc mơ, phí độ cảm thấy khi hắn từng bước một đi xuống, mẹ hắn đứng ngay trên tầng hai nhìn, hắn mở cánh cửa kia, trên tủ và bàn bốn phía như đều bao phủ trong màn xương đen lờ mờ, hắn do dự tới gần bàn, nhìn thấy một sấp luận văn đánh máy đặt ở nơi ấy kế tiếp cảnh trong mơ đột nhiên hỗn loạn, nét mực in đột nhiên loang ra trên giấy như vết máu. Tiếp đó, không gian hắn đứng rung lắc như sắp sập, trần và sàn nhà cùng vỡ tung, xen lẫn tiếng kính vỡ, tiếng bước chân khủng bố và tiếng thét của phụ nữ. Cảm giác ngạt thở đột nhiên kéo tới khiến hắn không thở nổi, đồng thời giống như có một người đàn ông nói ngay bên tai kế hoạch tập tranh của tôi cũng có thể khởi động rồi. Phí độ vã mồ hôi lạnh ngồi bật dậy, lập tức lại cảm thấy trời đất quay cuồng ngã xuống được Lạc Văn Chu ôm lấy. Đừng tung chăn ra, Lạc Văn Chu kéo hắn về, lau mồ hôi lạnh trên thái dương hắn, hết sức vui mừng khi thấy nhiệt độ quả thật đã giảm, liền dịu dàng hôn thái dương hắn, gặp ác mộng à. Uống thuốc hạ sốt quả thật dễ gặp ác mộng, tôi chờ cậu lao vào lòng cả đêm rồi, hãy đến đây tìm kiếm an ủi đi. Cảm giác ù tai dữ rồi rút đi, phí độ hơi do dự, thấp giọng nói, không hẳn là ác mộng, chỉ là có một số tình tiết rất kỳ diệu lạc văn chu tình tiết kỳ diệu ví dụ như ngồi xe lửa lên trời mới sáng sớm đã đùa bậy với bệnh nhân thật là hết nói nổi ví độ không thể đáp gì được dùng khuỷu tay tụi anh một phát ví dụ như mật khẩu của phí thừa vũ năm đó tôi phá giải trong một lần duy nhất kỳ thực là do có mẹ tôi gợi ý phí độ nói còn nữa hình như phí thừa vũ nói với ai một câu kế hoạch tập tranh của tôi Lạc văn chu khựng lại, cậu không nhớ cậu mở cánh cửa mật khẩu kia như thế nào? Nhớ chứ, tôi nhớ là tôi quy nạp ra mấy khả năng, sau đó đi thử, rất may mắn là, lần thử đầu tiên mật khẩu đã đúng, phí độ đột nhiên dừng lại, cảm thấy hơi là lạ, hắn dùng thị giác của người đứng xem suy đoán trạng thái tâm lý của mình hồi nhỏ, cho rằng mình bất luận thế nào cũng không dám mạo hiểm chọc giận phí thừa vũ, tùy tiện cầm một đống mật khẩu hoàn toàn không chắc chắn đi thử vậy lúc ấy thật sự là mẹ hắn đã gợi ý cho hắn. Tại sao hắn không nhớ chút nào hết? Lạc Văn Chu giơ tay che mắt hắn, mù tiếp một lúc đi, hết bệnh rồi hao tổn tinh thần tiếp. Chờ thu xếp xong cho phí độ, Lạc Văn Chu lặng lẽ bỏ dậy, hâm nóng bữa sáng bỏ vào hộp cơm giữ nhiệt, để lại tờ giấy rồi một mình đi đến phòng hồ sơ. Xem hồ sơ cần làm thủ tục chính thức, nhất là một số hồ sơ đã cất vào kho, nhưng trước mắt là thời điểm tế nghị, làm thủ tục cũng chẳng tìm được ai ký tên, nhân viên quản lý từng hút vô số hộp thuốc ngon của anh, mở một mắt nhắm một mắt cho qua. Lạc Văn Chu tìm một vòng, quả nhiên chẳng tìm được thứ gì có giá trị, kế hoạch tập tranh chỉ có một quyển sách nhỏ mỏng dính, bên trong là một số lời giới thiệu cực kỳ hình thức, còn có mấy bài luận văn chẳng đâu vào đâu, thoạt nhìn hoàn toàn là từ nhiều nơi phục chế cắt ghép tạo vội ra. Người dẫn đầu kế hoạch tập tranh là giáo sư Phạm Tư Viễn của Đại học Công an Yến Thành lúc bấy giờ, nhưng trong bài luận văn cuối cùng lưu trữ, bất luận là tác giả hay thầy hướng dẫn đều không có chữ ký của ông ta. Nội dung hồ sơ cá nhân của Phạm Tư Viễn cũng ít đến thảm, chỉ ghi lại đơn giản công việc đã làm và luận văn từng công bố, đến 13 năm trước chợt rừng, cái chết ghi lại rất kỳ lạ, là 10 năm trước Lão Dương từng mập mờ nói rằng người này chết rồi, Lạc Văn Chu vẫn cho là sau khi kế hoạch tập tranh bại lộ, ông ta sợ tội tự sát hoặc là trên đường truy bắt xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không ngờ sự thật không hề là như thế. Mới sáng sớm, viên quản lý dặn Lạc Văn Chu một tiếng rồi đi toilet. Lạc Văn Chu nhân cơ hội nhanh chóng sao chép tất cả các hồ sơ vụ án từng đưa vào điều tra nghiên cứu trong kế hoạch tập tranh lần đầu tiên, nghiệp vụ thuần thục làm trộm một lần. Trước khi đi, ánh mắt anh dừng lại dây lát trên kinh nghiệm làm việc của Phạm Tư Viễn, trong đầu đột nhiên sáng lên. Đúng rồi, Cục trưởng Lục có nói, sau khi đi làm, Cố Chiêu từng học nghiên cứu sinh tại trước ở Đại học Công an Yến Thành. Cùng lúc đó, Tiêu Hải Dương sang sớm đã đến trại cai nghiện. Trại cai nghiện không như công viên nói đến là đến. Cậu đứng ngồi không yên đợi cả buổi, cuối cùng mới gặp được Mã Tiểu Vĩ. Tiêu Hải Dương thầm thở phào nhẹ nhõm những việc ngoài ý muốn trong khoảng thời gian này nhiều quá rồi. Cậu chỉ sợ mình vừa tìm được một chút manh mối, đã được cho biết Mã Tiểu Vĩ cũng bị diệt khẩu rồi. Mã Tiểu Vĩ hơi béo hơn độ trước, không còn dáng vẻ nghiện ngập, mà trạng thái tinh thần lại hơi uể oải chút quỷ hoài này chớp mắt khi nhìn thấy tiêu hải dương đã không cánh bay mất, cả người trở nên căng thẳng. Phần này đến đây là hết. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.